Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Đăng Long. Hôm nay em quay một miếng đất là diện tích là 12 hecta, địa chỉ là xã Đắc Xin, huyện Đắk Lờ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Trên đất mình là có mít Thái, sầu riêng và cao su nha các bác. Đây, sầu riêng là mới trồng như thế này là 320 cây các bác. Mít Thái đang thu hoạch chính, 1.500 cây thu chính. Trên đất mình đây thì cách trung tâm là chỉ có hơn 1 km thôi các bác nhé. Đất mình đây là gắn liền với đập nước, view hồ tuyệt đẹp. Trên đất mình thì có 2 hectare cà phê bên giáp đập nước, là bên dưới là mới trồng. Và trong đó là có 6 hectare cao su đang cạo nha các bác nhé. Mít Thái rất đẹp, thu chính các bạn. Đất thì rất là bằng. Đất mình đây là đất đỏ ba gian, không có tí sỏi đá nha các bác nhé. Đất đỏ rất là đẹp. Đây sầu riêng mới trồng đây, 320 cây. Mít Thái đang cho thu hoạch chính nha các bác nhé. Đây, mít đây, trái rất to. Em sẽ xuống quay cái đám cao su cho các bác xem. Thì trên đất của mình là đã có một cái chòi và nhà cửa và điện đóm này các bác nhá, có điện hết rồi. Đây 6 hectare cao su như này đây các bác, cả một mặt đẹp. Đất thì bằng phẳng các bác. Bốn hecta là mít Thái nha các bác. Mít Thái trồng xen chung với sầu riêng, sầu riêng là 320 cây, mít Thái 1.500 cây. Và 2 hecta là cà phê nhỏ mới trồng, còn lại là 6 hec là cao su. Rất đẹp các bác, trồng thẳng hàng thẳng nối. Sầu riêng là trồng xen nha các bác nhé. Từ chỗ vị trí đất này em đang đứng đây là cách cái đường bê tông là chỉ có 500m thôi các bác nhé. Cách đường bê tông chỉ có 500m, cách đường nhựa là hơn 1 km. Bên dưới đây là view hồ các bạn. Thì lát em sẽ quay trên cao cho các bác, là từ chỗ view hồ quay này cho các bác xem. Đất thì bằng phẳng. Và em cũng đưa luôn ra cái giá mà bác chủ nhà đưa ra là 850 triệu trên 1 hecta, còn thương lượng nha các bác nhé. Đây các bác có nhìn thấy sáng sáng không? Chỗ đó là đập nước đi các bác nhé. Thì em sẽ quay trên cao là từ đập nước mà quay quanh đất cho các bác xem. Bác trồng rất bài bản đấy các bác, thẳng hàng thẳng nối. Mít Thái cũng thế, rất đẹp. Đất thì bằng phẳng, đường đi rất thuận tiện. Xe hơi đi vào tới nơi cho các bác nhé, xe hơi xe tải đi vào tới nơi hết. Đường thì bằng, cách trung tâm xã chỉ có hơn 1 km thôi. Bác nào mà muốn mua cái mảnh đất này thì gọi qua số điện thoại của em 0969 780 789 để em dẫn các bác đi xem đất nhé. Thì bây giờ là em sẽ quay ở trên cao, quay cái vườn cao su từ bên dưới view hồ đập nước
lên trên và quay trên cao chỗ trung tâm cho các bác xem nhé. Thì các bác xem xong nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé, để em để xem các video tiếp theo của em nhé. Đây là cái nhà ra đây các bác. Có một căn nhà xây cấp 4. Thì bây giờ em sẽ quay trên cao cho các bác xem nào.